các bạn quay quay đi về về máy xe nhỏ chút đi. Nếu muốn đập, nếu muốn đập quay về chạm đua thôi. Chạy tất cả xe đua về chạm. Chừng đến chiếc xe bự. Chừng đến chiếc xe bự thì tố bê. Biệt đội Hồng Chiến. Hai con này là biệt đội Hồng Chiến. Ta nói mà để qua đó đâu, lại bên đây. Để lên. Ta nói để bà mình đó lại đây chứ. Mấy con đó là chuẩn bị đi chơi. Cuộc đua mà nếu mấy xe này cũng phải xe đua là được đi chơi rồi. Nè Ben, ngày mai có một cuộc đi chơi á. Nếu em muốn tham gia cùng mấy bạn chiến xa thì tốt rồi. Đúng, hai mau muốn tham gia. Rồi Ben soạn đồ đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu lắm? Soạn đồ rất thiện. Soạn đồ đi chơi. Cậu được tập luyện. Tới giờ đi rồi kìa. Chuẩn bị xếp hàng sư tử cốc độ có bé tiếp tục chiến xe cho đi chơi không trời bọn tôi một chút anh em không kịp là chiếc xe này chưa đi đi đợi tôi anh em bảy cái gì làm đầu vô á. Rồi, tới chỗ. Quẹo qua. Xích vô. Rồi, tương tự vậy xe đó. Vô. Vô hẻm bên kia. Vô bên kia. Quay đầu lại. Vô chỗ. Lùi lại ở phía sau xe xanh, lùi lại. Quẹo qua, lùi qua. Rồi, đánh thử tốc độ. Biến mất sư tử á, biến mất con sư tử á, sư tử á bên tưởng màu xanh dương đó. Sư tử mà sao anh hai kêu mảnh hổ tốc độ. Kiếm cái cây nữa được. Rồi thẳng thôi. Thẳng thôi. Không.
chơi được. Còn ai nữa đây? Không là dẫn tâm ra chứ sẽ dẫn ra hết. Rồi để xuống rồi tôi sẽ chỉ được. Ủa cảnh sát không phải đi chơi chung nữa hả? Dạ. Cảnh sát không phải chơi chung. Rồi. Ủa mày nhớ bộ sưu tập nhiều lắm, sao nay còn có xẹo vậy? Rồi tắt đèn đi mẹ quay, con quay cha. Rồi tôi. Tắt đèn quay, con quay đẹp coi. Rồi con quay đẹp đi. Rồi, hôm nay mình sẽ rồi relief lúc nãy là kết thúc. Bây giờ tới con quay. Con phải xa ra. Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu mở tay quay hãy tập cho mình nha. Rồi, cách chơi rất đơn giản. Mình bật đèn lên sau đó. Nó sẽ có những cái này. Đừng có đưa gần quá, nó không thấy đèn nè. Rồi, rồi, bây giờ tôi làm màu kết hợp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để vô cái này. Quay đi. Đừng có đừng gần quá cái đèn này, yeah. Dội nó sáng quá. Ok. Các bạn hiểu chưa? Con quay này là mua ở gần chợ ở quận 3. Đúng vậy. Cái này mấy ngàn không các bạn? Một cái là 40, một cái là 80. Đúng vậy. Cái này hơi mất tiền nha các bạn. Các bạn phải cố giữ tiền để mua được hai con quay này. Đúng vậy các bạn ơi, hay như các bạn không có tiền gì. Rồi, những con quay này không thể quay được trong ánh sáng thì nó sẽ mất đèn. Sau đó, chương trình tới đây là kết thúc. Vì các bạn sẽ biết cách chơi nên bây giờ mình giới thiệu luôn. Chị cách chơi em. Rồi, cầm như vậy nha các bạn. Rồi để như vậy, quay một cái là các bạn đã hiểu được cách chơi đầu tiên. Sau đó cách thứ hai là quay rồi buông một tay ra, nó sẽ chơi được một tay. Tiếp theo, một con quay hướng dẫn. Chúng ta sẽ để lên đây và quay một cái. Đó cũng là một hướng, đó cũng là một cách chơi. Một cách chơi. Rồi, bây giờ mình sẽ tạm biệt các bạn tại đây. Vì nó chỉ được. Có ba chỗ chơi thôi. Mình đã dạy cho các bạn ba cách chơi. Ba cách chơi thôi. Bây giờ mình đã nói cho các bạn biết tất cả các mình đã. Anh mà ở dưới trên đây của mình nha các bạn, nó có những cái màu nâu và màu xanh nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt nhau. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại những video clip sau. Và nhớ để cho mình một like nhé.